Vâng, xin chào bác nhá, chào anh em nhá. Em đang test cho bác anh em mẫu lưng tiếng TD-CB1000 đây. Hôm nay thì em sẽ xả sập sản cho bác anh em luôn. Mẫu lưng tiếng rất hot và rất quen thuộc của bác anh em. Lưng tiếng TD-CB1000 bản mới nhất, nút nguồn phía trước đấy ạ. Đấy, nút nguồn phía trước đây, cực kỳ tiện lợi cho bác anh em luôn. Có các cổng kết nối đầu ra bằng ca lông và AV cực kỳ tiện lợi khi mà anh em vừa dùng đẩy vừa dùng âm ni được hết. Hoặc các bác anh em có thể kết nối với rất nhiều thiết bị khác nhau như mixer, vang gì ạ. Các bác có thể kết nối đầy đủ ấy. Có cổng quang này, có cổng quang si, bluetooth cực kỳ tiện lợi, có thể kết nối điện thoại, máy tính hay là các bác có thể kết nối cả với TV này, cực kỳ tiện lợi, các bác nắp trước hay nắp sau đều được hết. Lưng tiếng TD-CB1000 này, đây là hàng chuẩn loại 1, anh em chỉ cần phân biệt cái nút nguồn phía trước, tất cả các dòng nút nguồn phía trước này sẽ hiện đại, sẽ là hàng loại 1 các bác nhé. Và có 3 cái chế độ hiển thị màn hình ở đây, các bác bởi bấm này, có 3 chế độ hiển thị em vừa test cho bác anh em xem luôn ạ. Và đây nút Impact nghe là các bác nhấn vào thì bắt đầu thì con lưng tiếng nó mới hoạt động. Đấy, cực kỳ tiện lợi, và hai nút âm lượng chỉnh riêng biệt cho hai bên. Đây các bác nghe nhé. Chạy riêng biệt luôn. Chạy mono. Và với video ngày hôm nay thì em xin phép cho bác anh em để em sẽ xả và em thành lý luôn cái mẫu TD-CB1000. Hiện tại có 5 em đây. Em sẽ xả giá, em báo giá trực tiếp luôn cho anh em luôn với giá là 800.000 đồng một em. 800.000 đồng một em, các bác nghe không nhầm đâu ạ. Đấy. Hàng còn nguyên hộp luôn các bác nhé. Quay cho bác anh em xem luôn. Hàng còn mới đẹp nguyên luôn. Anh em mà có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp qua bên em thôi. Số lượng thì có hạn các bạn, nên là anh em có nhu cầu thì anh em hãy liên hệ sớm với bên em nhé. Giá gần như giá rẻ nhất ở thị trường hiện tại bây giờ rồi. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ sớm với bên em qua số điện thoại trực tiếp ở dưới phần video luôn. Và đừng quên ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh phía bên dưới nhé.